Xin chào các em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C7 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 57. Ở đây người ta thực hiện thí nghiệm thứ 3. Thay quả cầu A bằng quả cầu A phẩy có khối lượng lớn hơn và cho lăn trên máng nghiêng từ vị trí số 2, đập vào miếng gỗ B. Câu C7. Hiện tượng xảy ra có gì khác so với thí nghiệm 2? So sánh công thực hiện được của hai quả cầu A và A phẩy. Từ đó suy ra động năng của quả cầu còn phụ thuộc vào khối lượng của nó. Ở đây thí nghiệm thứ 3, cô mô tả lại thí nghiệm thứ 3 như sau. Họ vẫn thả một quả cầu từ vị trí số 2, nhưng người ta sẽ thay quả cầu này không phải là quả cầu A nữa, mà người ta thay bằng quả cầu A phẩy. Quả cầu A phẩy này có khối lượng lớn hơn quả cầu A và thả từ vị trí số 2. Vậy chúng ta cùng đi xét. Khi mà thay quả cầu A bằng quả cầu A phẩy thì quả cầu A phẩy có khối lượng lớn hơn, đúng không? Vậy có khối lượng lớn hơn có nghĩa là nó có gì? Có trọng lượng lớn hơn. Có trọng lượng lớn hơn thì trọng lực sẽ lớn hơn. Trọng lực lớn hơn thì làm sao? Va vào miếng gỗ B này mạnh hơn, làm cho miếng gỗ B này làm sao? Dịch chuyển một đoạn xa hơn, đúng không? À, khi này dịch chuyển một đoạn xa hơn rồi thì công của quả cầu A phẩy sẽ làm sao? À, sẽ lớn hơn công của quả cầu A, thấy chưa? Vậy thì động năng của quả cầu còn phụ thuộc vào gì nữa nhỉ? Có phụ thuộc vào khối lượng không? À, có phụ thuộc vào khối lượng của nó. Và quả cầu có khối lượng càng lớn thì động năng của nó sẽ làm sao nhỉ? À, động năng của sao nó sẽ càng lớn. Chúng ta cùng đi kết luận. Khi thay quả cầu A bằng quả cầu A phẩy. Khi thay quả cầu A. Quả cầu A. Bằng quả cầu A phẩy. Bằng quả cầu A phẩy. Có khối lượng lớn hơn. Có khối lượng lớn hơn. Thì miếng gỗ B. Dịch chuyển xa hơn. Công thực hiện của quả cầu A phẩy sẽ lớn hơn so với công do quả cầu A thực hiện. Công thực hiện của quả cầu A phẩy lớn hơn so với công do quả cầu A thực hiện. Và chúng ta sẽ đi đến kết luận như vậy. Động năng của quả cầu phụ thuộc vào khối lượng. Như vậy, động năng của quả cầu phụ thuộc vào khối lượng của nó. Phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vào khối lượng của nó. Quả cầu có khối lượng càng lớn thì động năng của nó càng lớn. Có khối lượng càng lớn thì động năng của nó càng lớn.